Người yêu cũ có người yêu mới và họ là ai? Có đang sống hạnh phúc hay không? Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hú chia. Và mình chỉ nói theo những điều lá bài cần nói, chứ không phải nói theo những điều bạn muốn nghe. Dành cho những đối tượng biết người yêu mình có người yêu mới rồi và muốn biết cái người yêu mới họ là ai và đang có sống hạnh phúc hay không. Và xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn xem trải bài này. Và xin biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Thì đầu tiên các bạn có lá bài hai kiếm. Lá bài thứ hai mình sẽ lấy ngẫu nhiên. Thì ở đây chúng ta sẽ có một lá bài, đó chính là The Tower, tháp đôi. Kế tiếp nữa, lá bài cuối cùng về cái mối quan hệ của hai người này là gì? Thì chúng ta có lá bài thứ ba, một lá bài trong bộ ấn chính là The Star, ngôi sao. Sau đây mình giải thích trải bài cho các bạn. Lá bài đầu tiên đại diện cho năng lượng của người yêu cũ. Ở đây trải bài áp dụng khi bạn biết được người yêu của mình có người yêu mới nha các bạn. Một cái sự bối rối mà họ gặp phải khi phải đưa ra lựa chọn khó khăn là chia tay bạn hoặc lựa chọn cái người yêu mới. Bởi vì họ đã bị bịt mắt, trong khi mỗi tay họ cầm một thanh kiếm khác nhau, mà hai cái thanh kiếm này là hai hướng khác nhau hoàn toàn luôn. Làm sao họ lựa chọn đúng được khi bịt mắt? Tức là nó đại diện cho họ không thể thấy được cái vấn đề, một giải pháp một cách rõ ràng nhất, mà họ cứ chọn đại dựa trên cái sự bế tắc của mình, dẫn đến những cái việc là khiến cho hai cái hướng hoàn toàn khác nhau và loại trừ lẫn nhau. Nó là một cái việc báo hiệu là sự bế tắc ở họ là có thật. Cái vấn đề không được giải quyết bằng tư duy logic và hợp lý, mà chỉ dựa vào cảm xúc mà là họ quyết định tiến với người mới và chia tay bạn. Và hình ảnh mặt trăng nằm ở bên trên cho thấy biểu thị cái vai trò họ đã bị ảo tưởng cũng như là lừa dối. Rất là khó khăn đi phải đưa ra một cái lựa chọn, mà cuối cùng cái lựa chọn này là hoàn toàn bị sai. Mà thật ra họ lựa chọn giữa bạn và người mới thì họ thấy là hình như cả hai đều không có đặc biệt hấp dẫn với họ, mà họ buộc phải đưa ra lựa chọn. Cuối cùng họ lựa chọn về phía bên phải, tức là cái phía mà cho họ tiến tới về phía trước, bị ảo tưởng và cũng như không có suy nghĩ cẩn thận để tiến tới với người mới này. Bởi vì năng lượng của người mới họ cũng không mê lắm các bạn. Họ buộc phải làm cái chuyện gì đó, thậm chí quyết định này rất là khó khăn với họ luôn. Mà họ không biết làm sao hết, bởi vì họ cũng không muốn ở với bạn mà tiến với người mới. Thôi giờ lấy đại cho xong đi, quan đại cho xong. Bị mắc kẹt ở giữa mà không có thứ gì đó can thiệp điều này, họ vẫn tiếp tục vô tận lựa chọn rất là sai lầm, dường như không có hồi kết luôn. Chính họ bị mắc kẹt ở trong tình trạng lấp lửng và có thể chờ quyết định từ một bên khác. Là bạn là bây giờ bạn có chờ đi chăng nữa, họ cũng tính người kia, mà họ cũng tiến với người mới cũng bị người kia cho là cũng phải chờ luôn. Bản thân họ bị áp lực rất là nhiều so với cái quyết định đột ngột là chia tay bạn và tiến với người mới này. Và cái sự phân vân này trong đời sống tình cảm á, thì họ phải đặt câu hỏi là họ đang cố gắng lựa chọn hai người yêu nhau, lựa chọn tình yêu hay lựa chọn về khía cạnh khác trong cuộc sống, vật chất hay về tình dục. Có vẻ như các lựa chọn họ thấy đều hấp dẫn hết á, thay vì họ tham gia tích cực vào trong cái việc lựa chọn đó, mà họ tránh hoàn toàn một cái việc là họ tập trung vào một lựa chọn duy nhất, đó chính là bạn hoặc người kia. Cái này cứ lấp lửng mà không biết lựa chọn ai, và cuối cùng mắc kẹt mà chọn là chọn nhầm người luôn các bạn. Kiểu như ở phía bạn họ thấy là giờ biết hết trơn rồi, quen cũng lâu, hay là chán thử gì cái mới đi. Họ hoàn toàn không có suy xét là cái quá trình hai người quen nhau như thế nào. Họ dẹp bỏ bạn qua một bên luôn. Họ cố gắng tránh hoàn toàn cái lựa chọn là ở lại bên bạn, mà họ quyết định tiến về cái phía mà ảo tưởng của chính họ. Mà họ không phải biết rằng họ nên phải cẩn thận so với lựa chọn những cái gì đó ảo ảnh là không có lực lâu dài đâu. Nếu như cái thời điểm đó họ xem xét được cái quan điểm ở góc nhìn của bạn và xem xét quyết định không phải là nằm ở phía góc độ của người đó, biết là bạn như thế nào, biết tìm cách giải pháp cũng như cảm nhận điều gì đúng nhất mối quan hệ, biết sửa đổi để hai cùng phát triển thì mỗi chuyện nó khác. Nhưng tiếc là người này họ không có như vậy. Và năng lượng của mối tình của họ và người mới là có gì?
tức là họ đang bị gặp một sự thảm họa thực sự các bạn. Một lá bài Tower nó tương tự như lá bài mà ác quỷ mà chúng ta hay gặp á. Bởi vì họ muốn thoát khỏi sự quỷ diệt quản loạn từ bên bạn, họ nghĩ vậy thôi. Họ tiến tới một cái tháp được xây dựng bởi sự tham vọng, được xây dựng trên cơ sở bị lỗi, và cái tháp này được phá hủy hoàn toàn bởi những cái lối mòn, bởi những cái suy nghĩ muốn cho bản thân mình ích kỷ, nơi là nguồn cảm hứng cho sự nhục dục, cho sự vật chất, một cái thảm họa, một cái gì đó đột ngột hỗn loạn rất nhiều ở năng lượng của người mới. Một năng lượng quỷ diệt thực sự, bởi vì mọi người đang trong cái tòa tháp muốn nhảy ra khỏi ngoài trong cái sự tuyệt vọng nhất có thể. Nó khiến cho đây là một cái sự mất mát, một cái sự sai lầm mà họ gặp phải. Thật ra khi lá bài này xuất hiện, nó báo rằng cái mối quan hệ này, cái nền tảng cho hai tình yêu của hai người này rất là yếu và đang dần dần bị đổ vỡ, sẽ không kéo dài được lâu, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào á. Và họ sẽ đau khổ trong vấn đề này nha, bởi vì họ nghĩ người mới sẽ đem cho họ cái gì đó mới, trải nghiệm mới, nhưng cuối cùng không phải vậy, đem cho họ sự mất danh dự. Họ bị không còn tự hào bản thân nữa, khiến cho họ bị nhục chí rất là nhiều, bởi vì đây là một sự hủy diệt khi họ quen với năng lượng của người mới. Và cái mối quan hệ này cực kỳ quan trọng với danh tính của họ. Họ tự hào là họ có một đối tác tốt, khiến họ có thể tự hào được, nhưng mà cuối cùng họ bị không hài lòng, tức là cậy ông đập lưng ông, tưởng là mình quen những người này, cái người này sẽ đem lại cho mình sự danh tiếng, cho mình hạnh phúc này kia, cuối cùng hoàn toàn ngược lại hết các bạn. Bởi vì họ đang cố gắng chạy trốn một cái sự thật, một cái điều tốt, để nhảy qua một cái gì tốt hơn. Giống như là mình đứng ở nội đồi này, mà mình trong cái đồi kia, mình nghĩ cái cỏ bên đồi kia ngon hơn. Một con người như vậy thì mình không nên giữ lại làm gì. Bởi đây là một cái người tham lam, họ biết cho bản thân họ sống rất là ích kỷ. Bởi vì họ được xây dựng trên nền tảng là gì? Nền tảng là việc ngoại tình đã diễn ra, tức là họ quen với cái người mới này. Trong cái thời điểm họ vẫn quen với bạn, sự lòn tay phía sau lưng khiến cho họ cảm thấy thích thú lén lút. Họ yêu cái sự lén lút này. Mà trên đời này ngộ lắm các bạn, cái gì mà lén lút, cái gì mà hơi phạm tội một xíu là con người ta thích làm lắm. Cho đó họ bị một cái con ma bịt mắt họ lại, khiến cho họ phải theo những cái ảo tưởng là đây là tình yêu. Nhưng cuối cùng tình yêu là gì? Một tình yêu dựa trên một nền tảng phi đạo đức, sao gọi được tình yêu các bạn? Và để hỏi tình yêu nào mà họ đang quen với người mới này có tiềm năng thấm thiết không? Đặc biệt là tiết lộ rằng chúng không ổn định, bởi vì họ thích cái gì kịch tính, thích khuấy động mọi thứ chỉ để cho vui thôi. Cái năng lượng người mới của họ là vậy đó các bạn. Tình yêu của hai người này được xây dựng trên cái sự không trung thực. Nó tồn tại bởi vì cái sự dụng trộm ngoại tình của họ khiến cho họ mê đắm với nhau khỏi các bạn. Và nó khóa quỷ hoàn toàn bởi vì cái niềm tin này bị sai lầm. Một cái điều xấu xí nhất khi nó dựa vào cái niềm tin sai lầm, một cái sự lừa gạt mối quan hệ của người này để tiến tới với người kia, một người lòn tay yêu tay ba với người nọ, một cái gì đó nó không phải là một nền tảng vững chắc. Bởi nền tảng vững chắc là hai con người yêu với nhau quang minh chính đại, không ai mà dính bận với người nào, đó mới thực sự là vững chắc và trung thực. Bản thân của cái người yêu mới này, họ bị kết tô vào sự kiêu ngạo, khiến cho họ muốn lấy cái người yêu của bạn thôi chứ không có gì hết. Tức là bản thân cái người này cũng hỗn loạn nữa lắm. Họ muốn trải nghiệm thú vị, họ muốn làm cái gì đó cho họ tạo được cơ hội, khiến cho họ thấy được là mình quyền được có thể cướp người yêu trong tay bạn. Một cái biểu hiện của sự tham đắm, một biểu hiện sự cá nhân, một cái gì đó nó rất là cái tôi, khiến cho họ muốn lấy người yêu của bạn mà thôi. Lá bài này xuất hiện, nó thể hiện cái khía cạnh tiêu cực, nó đại diện cho một con người thật sự không phải là người tốt, một người bị lạm dụng về vật thế giới vật chất điều khiển. Nó khiến cho họ bị tồi tệ lắm các bạn, một cái gì đó nó xấu xí nhất thể hiện ở cặp này. Và tiếp theo sẽ là kết quả của mối tình là gì? Họ có lá bài The Star, ngôi sao ra ngược. Đó là tất cả mọi thứ đang quay lưng lại với người yêu của bạn và người yêu mới. Bởi vì cái việc mà họ cảm thấy thú vị khi tiến gần với nhau,
nhưng mà cuối cùng cũng không được gì hết. Họ đã bị mất niềm tin vào một điều gì đó. Dù ở bên trong họ nắm giữ họ rồi, nhưng mà cuối cùng họ thấy là đâu có thân thiết, đâu có yêu nhau đâu. Một cái sự gì đó nó không có được hạnh phúc các bạn. Không có hy vọng, không có niềm tin luôn. Không có động lực để yêu nhau luôn. Chỉ thấy là những thử thách, chỉ thấy là phải đối đầu, phải phán xét, thủ đoạn lẫn nhau. Nơi mà cái cuộc sống tình yêu của họ đang bị hé trong vô vọng, bị thấy bị đánh bại một cách ngã gục luôn. Nó ảnh hưởng đến từ cái quyết định của họ. Và từ đây cái người yêu của bạn họ bị nghi ngờ về bản thân của mình, bị mất niềm tin, bị che mờ cái khả năng phán đoán của mình trước cái người yêu mới. Họ bị mất tự tin luôn, bởi vì họ chọn những cái sai sót, những cái người không đúng với họ xuất hiện, khiến cho cuộc sống của họ trở nên khắc nghiệt quá mức. Và điều khiến họ cảm thấy là họ không xứng đáng với tình yêu của bạn nữa, mà xứng đáng tình yêu người khác. Lúc này là lúc họ quay về bên trong, bởi vì người khác cảm nhận được cái năng lượng của người yêu bạn. Điều này khiến cho họ càng cảm thấy tồi tệ hơn. Đồng thời họ có cảm giác vô cùng tiêu cực về bản thân của mình. Nếu như lúc này mà họ ghi nhớ tất cả những điều tuyệt vời nhất là tìm thấy một cái bài học để mình sống khác đi, một cái cảm giác hy vọng, một năng lượng tích cực để thúc đẩy họ sống khác đi. Và họ phải biết được rằng đâu là cái người mà có thể thấy cho mình được một đối tác xứng đáng. Cái sự nghi ngờ và mất niềm tin này nó ảnh hưởng đến bản thân của họ, mà còn ảnh hưởng đến cảm xúc của họ luôn. Và họ sợ yêu lắm các bạn. Bây giờ họ đối với họ yêu là họ không yêu nữa đâu. Sau này bởi vì cái tình yêu làm họ khổ quá mà. Và họ thấy là bây giờ yêu chỉ có tạo ra nỗi đau thôi. Bởi vì họ sống trên cái ảo tưởng hồi xưa, họ tưởng là họ ngon, cuối cùng chính cái người mà họ nghĩ là ngon đẩy họ ra xa, xa so với bây giờ. Họ không được gì hết cái cuộc tình mới với người này. Đây là cái điều lá bài muốn nói với các bạn. Và để trả lời cho cái mối quan hệ này có thành công hạnh phúc hay không, thì người yêu bạn có lẽ 50-50, còn cái người mới là không nha các bạn. Họ chỉ chơi cho vui thôi. Cuối cùng cái khẳng định là có 25%, không có được mạnh mẽ, không được hạnh phúc đâu nha. Không tiến tới mối quan hệ cam kết đâu. Chơi vui qua đường mà thôi. Và sự kết hợp của hai lá bài, hai kiếm và lá bài cái tòa tháp á, nó chứng tỏ là đây là dấu hiệu của sự diệt vong và u ám, nơi mà họ không có thấy gì hết ngoài cái chuyện đau khổ. Tất cả mọi tình huống đều khiến cho họ sống trong sự đau khổ thôi các bạn. Không có gì hết ngoài cái chuyện mà chơi cho vui, bị giam cầm lẫn nhau mà thôi. Và mình xin lấy thông điệp của Oso muốn gửi cho mối quan hệ của cả hai người này là gì, và tại sao họ có những mối quan hệ như vậy. Và thông điệp này sẽ đến từ Oso nha các bạn. Và các bạn sẽ xem cái giải thích cho cái lá bài này vào buổi chiều hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.